Xin chào quý vị, tôi là Thanh Ráp và quý vị cùng đang theo dõi bản tin tối ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2022 trên Alo Bác Sĩ. Thưa quý vị, trong ngày sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mời quý vị cùng đón xem. Thêm 150.606 ca nhiễm, 3 tỉnh bổ sung hơn 274.000 ca. Bộ Y tế tối ngày 19 tháng 3 công bố 424.717 ca nhiễm, gồm hơn 1.500 ca tại 62 tỉnh thành, và Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh bổ sung hơn 274.000 ca. Số ca nhiễm mới trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 168.014 ca trên ngày, tăng 13% so với trung bình 7 ngày trước đó. Từ 17h30 ngày 18 tháng 3 đến 17h30 ngày 19 tháng 3, ghi nhận có 77 ca tử vong. Số tử vong trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 75 ca trên ngày, giảm 7% so với trung bình 7 ngày trước đó. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 41.817 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% trên tổng số ca nhiễm. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.691 ca, tăng 2% so với trung bình 7 ngày qua. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ hơn 2.900 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 338 ca, thở máy không xâm lấn là 92 ca, thở máy xâm lấn 275 ca và can thiệp ECMO 4 ca. Trong ngày 17 tháng 3, thêm 160.525 liều vaccine được tiêm. Tổng số liều đã được tiêm hơn 201 triệu liều. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm trong nước là hơn 7,7 triệu, trong đó hơn 3,9 triệu đã được công bố khỏi bệnh. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số nhiễm tích lũy cao là Hà Nội với 1.151.105 ca, Thành phố Hồ Chí Minh với 581.285 ca, Bình Dương với 358.382 ca, Hải Dương 310.501 ca và Nghệ An là 336.515 ca. Cứu sống F0 3 tuổi uống nhầm thuốc diệt chuột. Trong lúc người lớn không để ý, bé B đã vào bếp lấy lọ thuốc diệt chuột có màu đỏ như nước ngọt để uống. Ngày 18 tháng 3, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết vừa cứu sống thành công bệnh nhi B 3 tuổi ở xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa do uống nhầm thuốc diệt chuột. Đặc biệt, bệnh nhi này đang nghi nhiễm SARS-CoV-2. Trước đó, vào ngày 13 tháng 3, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái, co giật từng cơn, nhịp tim rất nhanh. Bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp cấp, nhiễm độc thuốc diệt chuột COVID-19, xác định có virus tiên lượng rất nặng. Bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, cắt cơn co giật, hồi sức tích cực và theo dõi toàn trạng. Theo người nhà của bệnh nhi, vào ngày 12 tháng 3, trong lúc không có người lớn trông, bé B đã vào bếp chơi và lấy thuốc diệt chuột uống. Khi người hàng xóm sang chơi mới phát hiện do bé cầm chai thuốc diệt chuột trên tay. Bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương, tuy nhiên, sau khi xuất hiện co giật, bé B được chuyển tuyến lên bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Bác sĩ Đinh Hoàng Anh, khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhi vào viện trong tình trạng nguy kịch lại mắc COVID-19, phải đặt nội khí quản thở máy. Sau 5 ngày hồi sức điều trị tích cực, hiện tại trẻ đang ổn định, không sốt, không co giật, ăn tốt và có kế hoạch xuất viện trong tuần tới. Bệnh viện hồi sức COVID-19 lớn nhất nước ngừng nhận bệnh. Sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, bệnh viện hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc sứ mệnh lịch sử, chính thức ngừng nhận bệnh vào ngày 18 tháng 3. Sở Y tế tiếp tục duy trì các bệnh viện dã chiến khác, đảm bảo thu dung điều trị cho người mắc COVID-19. Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 3 cho biết, căn cứ trên thực tế, số ca bệnh nặng và nguy kịch đã giảm sâu. Sau khi cân nhắc phương án, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ngừng nhận bệnh tại bệnh viện hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường đóng tại bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Bệnh viện hồi sức COVID-19 đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2021, ở thời điểm dịch bùng phát trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch, có quy mô lớn nhất cả nước. Giai đoạn cao điểm, bệnh viện đã điều trị cho hơn 700 bệnh nhân. Cơ sở y tế được xem là tuyến phòng thủ cuối cùng trong hệ thống điều trị COVID-19 này, được Bệnh viện Chợ Rẫy chịu trách nhiệm chính về mặt chuyên môn trên cơ sở phối hợp với các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố và lực lượng y bác sĩ hỗ trợ chống dịch trong giai đoạn cao điểm. Nỗ lực của các bác sĩ đã góp phần đặc biệt quan trọng cứu chữa, giữ lại sinh mạng cho người bệnh, góp phần đẩy lùi và khống chế dịch COVID-19, mang lại sự bình an cho cộng đồng. Sau khi ngừng tiếp nhận bệnh tại bệnh viện hồi sức COVID-19, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì bệnh viện dã chiến và các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 của quận huyện và thành phố Thủ Đức để tiếp nhận, chăm sóc và điều trị người bệnh mắc COVID-19 trên địa bàn. Các bệnh viện dã chiến số 13, 14, 16, đa tầng Tân Bình, bệnh viện 175, bệnh nhiệt đới và Chợ Rẫy tiếp tục duy trì giường hồi sức để điều trị người bệnh mắc COVID-19 nặng. Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, Sở đã đề nghị tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn phải thành lập khoa hoặc đơn vị điều trị COVID-19 để tiếp nhận những trường hợp có bệnh lý cấp tính kèm xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế, thuốc Evusel không phải là siêu vaccine.
Bộ Y tế vừa phát đi thông tin khẳng định rằng Evusel là thuốc, không phải là siêu vaccine. Không được phép sử dụng Evusel để dự phòng COVID-19 cho các đối tượng có thể tiêm vaccine. Chiều ngày 18 tháng 3, Bộ Y tế cho biết để đa dạng nguồn cung cấp thuốc phòng và điều trị COVID-19 ngày 2 tháng 3, Bộ Y tế đã căn cứ các quy định hiệp hành để cấp giấy phép nhập khẩu thuốc Evusel đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh. Đến nay, Evusel đã được cấp phép lưu hành trong tình trạng khẩn cấp tại một số quốc gia như Mỹ, Pháp, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bản chất Evusel gồm một liều kháng thể đơn dòng Tisagevimab và một liều kháng thể đơn dòng là Sigavimab. Việc sử dụng thuốc còn phải được bác sĩ đánh giá thỏa đáng và sàng lọc chặt chẽ trước khi được xác định là đối tượng sử dụng phù hợp. Một liều thuốc được chỉ định để dự phòng mắc bệnh COVID-19 trong thời gian ít nhất 6 tháng với các dữ liệu hiện có cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi có cân nặng từ 40kg, với điều kiện có các đối tượng này không đang nhiễm SARS-CoV-2 và không có tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 được xác định và phải thuộc một trong các trường hợp sau. Đầu tiên là có suy giảm miễn dịch mức độ vừa đến nặng do một tình trạng bệnh lý hoặc sử dụng các thuốc hoặc là phác đồ điều trị ức chế miễn dịch và có khả năng không tạo được đáp ứng miễn dịch thỏa đáng đối với vaccine COVID-19. Hai là không thể tiêm bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào hiện có vì có tiền sử xảy ra tác dụng ngoài ý muốn nghiêm trọng, ví dụ như dị ứng nặng với bất kỳ thành phần nào của vaccine COVID-19. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, các tình trạng y khoa hoặc phương pháp điều trị có thể dẫn tới suy giảm miễn dịch mức độ vừa đến nặng và đáp ứng miễn dịch không thỏa đáng đối với vaccine COVID-19. Tại Việt Nam, Evusel được cấp giấy phép nhập khẩu để sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh. Người bệnh phải được cơ sở khám chữa bệnh thông tin về tình trạng hồ sơ cấp phép của thuốc và các cơ sở chỉ được sử dụng thuốc khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân. Như vậy, Bộ Y tế khẳng định Evusel là thuốc, không phải là siêu vaccine, không được phép sử dụng Evusel để dự phòng COVID-19 cho các đối tượng có thể tiêm vaccine. Dịp Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, người lao động được nghỉ mấy ngày? Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5 trùng ngày nghỉ, người lao động được nghỉ mấy ngày? Do ngày Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch rơi vào Chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai tuần kế tiếp là ngày 11 tháng 4, tức nghỉ liên tục 3 ngày từ ngày 9 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 4 năm 2022. Lịch nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2022 sẽ rơi vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Do đó, theo quy định thì người lao động sẽ được nghỉ bù do lịch nghỉ lễ trùng với 2 ngày cuối tuần. Như vậy, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2022. Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội. Các cơ quan tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, từ năm 2021, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và hưởng nguyên lương, trong đó có ngày Dỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Gần 100.000 F0 ở thành phố Hồ Chí Minh được giải quyết chế độ nghỉ ốm. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chi chế độ nghỉ ốm cho gần 100.000 lao động mắc COVID-19 với tổng số tiền gần 220 tỷ đồng. Chiều 18 tháng 3, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ hơn 2 tháng đầu năm, số người nhận chế độ nghỉ ốm do mắc COVID-19 đã tăng gần 3 lần so với cả năm 2021. Cả năm ngoái chỉ còn hơn 34.000 người được giải quyết chế độ với tổng số tiền trên 76 tỷ đồng. Lý giải số F0 nhận chế độ tăng đột biến, ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh nói, đầu năm nay người mắc COVID-19 tăng và các thủ tục cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy nghỉ ốm tại thành phố cơ bản đã hoàn chỉnh so với trước. Cuối năm ngoái, các trạm y tế xã phường thị trấn, trung tâm y tế quận huyện thành phố Thủ Đức đều đã được Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cấp giấy nghỉ ốm cho F0 theo yêu cầu của Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế. Khi tiếp nhận hồ sơ, tối đa 6 ngày làm việc, cơ quan bảo hiểm giải quyết chế độ cho người lao động, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc thông qua đơn vị sử dụng lao động. Trước thời điểm 19 tháng 11 năm ngoái, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chi trả chế độ cho F0 theo giấy xác nhận hoàn thành cách ly. Tuy nhiên sau đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu phải có giấy nghỉ ốm mới được giải quyết. Theo quy định tại Thông tư 56 hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, do đó việc chi trả chế độ bảo hiểm cho người nhiễm điều trị tại nhà tạm dừng. Đầu năm nay, nhiều địa phương bùng phát dịch, đến tháng 3 có khoảng 1 triệu F0 đang điều trị tại nhà. Nhiều lao động gặp khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội vì thủ tục rườm rà. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các địa phương kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn.
Mới đây, Bộ Y tế có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ hưởng bảo hiểm xã hội cho lao động, lép không điều trị tại nhà, bệnh viện dã chiến. Các loại giấy tờ này sẽ làm căn cứ để cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và chi trả chế độ. Khi nào Việt Nam cần tiêm vaccine COVID-19 mũi 4, mũi 5? Theo khuyến cáo của các nhà khoa học trên thế giới, cần ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho nhóm người nguy cơ cao như những người suy giảm miễn dịch và có bệnh nền. Để triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 4, Việt Nam còn đánh giá mức độ dịch bệnh, tính miễn dịch và sinh kháng thể ở người tiêm vaccine như thế nào. Theo đó, nếu kháng thể suy giảm thì sẽ còn phải tiêm theo chiến lược chống dịch hoặc thực hiện tiêm vaccine hàng năm như đối với cúm mùa. Đây là ý kiến đề xuất của các chuyên gia liên quan đến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục nghiên cứu các cơ sở khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tiêm mũi 4, mũi 5 khi thấy cần thiết và tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi. Chúng ta còn phải có đánh giá cụ thể những yếu tố miễn dịch và sinh kháng thể, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các nước trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 và những khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp khi các hoạt động du lịch đi lại được mở cửa. Do vậy, người dân vẫn cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam Bộ Y tế trao đổi với báo chí. Cũng theo ông Phu, nếu triển khai tiêm chủng mũi vaccine COVID-19 thứ tư thì còn tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, những cán bộ y tế, nhân viên tuyến đầu, việc thực hiện tiêm đại trà hay tiêm hàng năm vẫn còn dựa trên cách đánh giá tham khảo kinh nghiệm từ các nước trước để quyết định. Trước đó, Bộ Y tế cho biết đang lên phương án về nhân lực, cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và lên phương án tiêm mũi thứ tư vaccine COVID-19 cho người có bệnh nền và một số đối tượng còn bảo vệ. Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế đã nhận được sự chỉ đạo và họp chuyên gia về sự cần thiết của tiêm vaccine COVID-19 mũi 4, đồng thời tham vấn Tổ chức Y tế Thế giới WHO về vấn đề này. Đối tượng tiêm sẽ ưu tiên bảo vệ sớm nhóm có nguy cơ và sau đó tiêm đại trà, ông Sơn thông tin. Đây cũng là khuyến cáo của các nhà khoa học trên thế giới, theo đó, ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho nhóm người nguy cơ cao là những người suy giảm miễn dịch, có bệnh nền, vì đây là nhóm dễ trở nặng, nguy cơ tử vong cao khi mắc bệnh. Số ca mắc COVID-19 liên tục giảm mạnh, liệu Hà Nội đã vượt qua đỉnh dịch? Mấy ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đang có dấu hiệu hạ nhiệt, giảm theo từng ngày. Cụ thể, nếu như ngày 16 tháng 3, toàn thành phố ghi nhận hơn 26.000 ca mắc COVID-19, thì những ngày sau lần lượt giảm từ 25.000, rồi xuống hơn 23.000, đặc biệt là vào ngày 18 tháng 3. Với việc ghi nhận số ca mắc như vậy, Hà Nội liệu đã vượt qua đỉnh dịch hay chưa? Các cơ sở y tế tại Hà Nội đang đáp ứng điều trị như thế nào? Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Đại học Y Hà Nội cho hay, hiện tại bệnh viện đang điều trị cho 100 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 30 đến 40% bệnh nhân nặng. Tại bệnh viện đã giảm 50% số lượng bệnh nhân, từ số ca bệnh nhân đang điều trị giảm cho thấy Hà Nội đã vượt qua đỉnh dịch, đây là tín hiệu đáng mừng, ông Hải cho hay. Theo ông Hải, với tình hình bệnh nhân điều trị COVID-19 như hiện nay, bệnh viện đã rút từ 200 nhân viên y tế xuống còn 120 người tham gia điều trị. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, hiện tại bệnh viện đang điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân F0, giảm 2/3 so với thời kỳ đỉnh dịch COVID-19. Số lượng bệnh nhân điều trị COVID-19 tại bệnh viện chúng tôi giảm nhiều, có thể nói Hà Nội tạm thời qua đỉnh dịch, còn đợt nào nữa chưa thể biết được, bệnh nhân nặng ít giảm tải cho lực lượng y tế, bà Hương nhấn mạnh. Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng y tế quận Nam Từ Liêm cho hay, hai tuần trở lại đây số ca nhiễm COVID-19 đang có xu hướng giảm. Ông Tuấn đưa ra phán đoán đỉnh dịch COVID-19 tại Hà Nội xảy ra cách đây khoảng 10 ngày trước, đang có dấu hiệu đi xuống và xuống khá mạnh. Theo ông Tuấn, tại quận Nam Từ Liêm, thời điểm đỉnh dịch có những ngày tới 2.000 đến 3.000 ca, thì nay còn xuống 500 đến 700.000 ca trên toàn quận, giảm khoảng 70% so với thời kỳ đỉnh điểm. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo CDC Hà Nội cho hay thành phố đã qua đỉnh dịch COVID-19. Nếu như cách đây 2 tuần đường phố vắng vẻ người tham gia giao thông, thì tuần này số lượng người ngoài đường đông. Bên cạnh đó, số người làm việc tại các cơ quan tăng nhiều so với những tuần trước. Số nhiễm ít hơn số khỏi bệnh, tức Hà Nội đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19. Thời gian qua, ngành y tế đã cố gắng hết sức việc chăm sóc tại nhà, mở hết tất cả các bệnh viện công lập tư nhân, giúp giảm tải một cách hiệu quả. Vị lãnh đạo CDC Hà Nội chia sẻ. Ai dễ bị tái nhiễm COVID-19? Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, những người đang gặp tình trạng miễn dịch suy giảm hoặc khả năng sinh kháng thể trung hòa thấp thì có nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn người khác. Ngoài ra, người có tình trạng phơi nhiễm thường xuyên hơn so với những người sử dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm cá nhân hiệu quả cũng có xác suất tái nhiễm cao hơn.
Bác sĩ Cáp cho biết người bệnh tái nhiễm là một lần nhiễm virus mới và phát bệnh, do đó họ vẫn phát tán virus bình thường và vẫn có khả năng lây nhiễm cho những người khác nếu không có biện pháp phòng lây nhiễm hiệu quả. Về triệu chứng, những trường hợp tái nhiễm sẽ có diễn biến lâm sàng thường nhẹ hơn so với những người chưa tiêm vaccine mà nhiễm bệnh lần đầu. Tuy nhiên, vẫn có thể có một số bệnh nhân có diễn biến nặng, đặc biệt một số trường hợp vẫn gặp các vấn đề hậu COVID-19 sau mỗi lần tái nhiễm. Việc điều trị cho các bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 sẽ căn cứ vào diễn biến bệnh cụ thể trên mỗi người. Trong đó, những người có diễn biến nhẹ chỉ cần đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng và điều trị các triệu chứng nếu có. Đối với những người không may có diễn biến nặng sẽ được điều trị theo cơ chế bệnh sinh của mỗi tổn thương và áp dụng các biện pháp hồi sức nếu bệnh nhân có tình trạng nguy kịch. Theo bác sĩ Cấp, một người tái nhiễm có thể một lần nhiễm biến chủng Delta, lần hai nhiễm Omicron. Nhưng trên thực tế đã có những báo cáo y khoa ghi nhận những trường hợp bệnh nhân lần trước đã nhiễm biến chủng Omicron BA1, sau đó vẫn tái nhiễm với biến chủng Omicron BA2. Chính vì vậy, dù khỏi COVID-19, người dân vẫn nên nâng cao ý thức phòng bệnh, tuyệt đối tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế để hạn chế nguy cơ lây cho bản thân và gia đình. Nhiều F0 mất ngủ, tràn trọc cả đêm, chuyên gia chỉ rõ nguyên nhân. Bên cạnh những triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, ho, khó thở, thì tình trạng mất ngủ đang là nỗi ám ảnh với nhiều F0 trong thời gian điều trị cũng như hậu COVID-19. Theo các chuyên gia y tế, COVID-19 cũng là bệnh nhiễm trùng hệ thống. Sau khi khỏi bệnh, độc tố của virus vẫn tồn tại trong cơ quan, bộ phận trong cơ thể như là phổi, gan, cơ, thận, khớp, da, thần kinh gây di chứng xảy ra ở 2 đến 4 tuần sau khi khỏi bệnh. Với những bệnh nhân nặng có thể bị nhiều di chứng cùng lúc, phổ biến là mệt mỏi, đau tức ngực, ho kéo dài, thở hụt hơi kèm theo căng thẳng, lo âu. Chính nỗi sợ hãi bệnh tật khiến người bệnh dễ mất ngủ, đầu giấc khó ngủ hay tỉnh giấc bất chợt, khó duy trì giấc ngủ, gọi chung là rối loạn giấc ngủ. Rối loạn giấc ngủ kéo dài không được can thiệp điều trị dễ khiến người bệnh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, người luôn mệt mỏi, đau dạ dày, đánh trống ngực, thậm chí có thể bị trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, tự làm hại bản thân. Lúc này cần đến cơ sở y tế khám, tìm nguyên nhân, mức độ rối loạn giấc ngủ để có phương án điều trị phù hợp. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, mất ngủ trong thời gian mắc COVID-19 là chuyện rất bình thường. Tình trạng mất ngủ có thể diễn ra trong thời gian bị COVID-19 cũng có thể xuất hiện vào thời gian hậu COVID-19. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này hầu như chỉ là do stress. Vì vậy hãy làm tất cả những việc lành mạnh, những việc có thể mang lại niềm vui, tiếng cười, sự thoải mái cho bạn để giải tỏa stress. Nếu mất ngủ, căng thẳng, nhức đầu thì hãy uống thuốc thảo dược phù hợp, không việc gì phải chịu đựng cơn khó chịu để rồi stress thêm. Ngoài ra, người bệnh còn có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động khoa học, điều độ, tránh tình trạng nhàn rỗi quá mức dẫn đến hiện tượng ngủ vào ban ngày và mất ngủ vào ban đêm. Nên tập thói quen ngủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi đêm và cố gắng đi ngủ thức dậy vào cùng một giờ như nhau vào tất cả các ngày trong tuần, nên ngủ trước 23 giờ. Nên giảm bớt thời gian sử dụng thiết bị điện tử trước khi mất ngủ, tắt các thiết bị điện tử trước khi ngủ ít nhất 30 phút. Phòng ngủ nên sạch sẽ, yên tĩnh, đủ tối và có nhiệt độ thích hợp, có thể ngâm chân hoặc thiền 30 phút trước khi đi ngủ. F0 tuy không triệu chứng nhưng khổ sở vì hậu COVID-19. Ngọc Mai xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sau 5 ngày điều trị, tuy nhiên chỉ phải chịu đựng thời gian dài mất ngủ và rụng tóc sau khi khỏi bệnh. Hậu COVID-19 không chỉ xảy ra với người có triệu chứng ở giai đoạn cấp, một số ít trường hợp gặp tình trạng này dù thời gian dương tính khỏe mạnh không triệu chứng. Chia sẻ với báo chí, chị Ngọc Mai, 27 tuổi, từng khổ sở vì những thay đổi của cơ thể sau khi mắc COVID-19. Ngọc Mai mắc COVID-19 từ tháng 12 năm 2021 sau khi trở về từ chuyến công tác tại Bình Định. Chị bối rối vì không nghĩ bản thân bị lây nhiễm dù không lui đến bất kỳ nơi tập trung đông có nguy cơ nào. May mắn là nữ nhân viên văn phòng không gặp triệu chứng nào. Tôi nghe nói COVID-19 giống như cảm cúm nhưng thú thật là tôi cũng không bị vấn đề gì tương tự như cảm cúm. Tôi ngủ nghỉ ngơi bình thường, tập thể dục nhẹ nhàng và ăn uống ngon miệng, chị Mai chia sẻ. Nếu không rát họng và test nhanh, Mai cũng không biết bản thân trở thành F0, chỉ có xét nghiệm âm tính sau 5 ngày tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, một tuần sau khi khỏi COVID-19, Ngọc Mai bất ngờ thấy tóc rụng càng nhiều hơn, chị cũng thường xuyên mất ngủ, cơ thể mệt mỏi. Tôi cảm giác như sức khỏe suy giảm hơn rất nhiều, cơ thể không có năng lượng, lúc nào cũng như người bị thiếu ngủ. Thỉnh thoảng tôi cũng bị hụt hơi nếu gắng sức đi thẳng bộ, chị Mai tâm sự. Chị bắt đầu tìm hiểu nhiều tài liệu về hậu COVID-19 và chăm chỉ tập thể thao, đi bộ nhẹ nhàng sau đó chạy bộ, ăn nhiều trái cây và rau xanh hơn. Hiện tại chị Mai đã giảm rụng tóc và đỡ mệt mỏi nhiều hơn. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hải Công, trưởng khoa lao và phổi kiêm trưởng phòng khám hậu COVID-19 Bệnh viện Quân y 175, cho biết một số ít trường hợp F0 khỏe mạnh giai đoạn cấp nhưng mệt mỏi mất ngủ sau khi khỏi bệnh. Ông lý giải rằng tổn thương hậu COVID-19 phổ biến là những tổn thương mạch máu nhỏ và các thụ cảm thần kinh dẫn đến rối loạn mà có thể không nhìn thấy được trên hình ảnh.
Có khi chụp chiếu không thấy nhưng bệnh nhân vẫn có những tổn thương vi mạch não. Ngoài ra, một số trường hợp có tổn thương mạch máu và huyết khối, gây tai biến nhồi máu cơ tim. Do đó, giai đoạn mắc COVID-19 không trầm trọng nhưng hậu COVID-19 người bệnh có thể gặp phải rối loạn tăng đông máu, tổn thương mạch máu gây huyết khối. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh lý giải hậu COVID-19 là những triệu chứng xuất hiện sau vài tháng khỏi bệnh, mà căn nguyên không phải do các bệnh lý đi kèm hoặc mới phát sinh khác. Với kinh nghiệm trưởng phòng khám di chứng hậu COVID-19, tiến sĩ Vinh nhận thấy hậu COVID-19 có rất nhiều triệu chứng, biểu hiện ở khắp cơ quan trên cơ thể từ đầu cho đến chân. Hiện nay, y học cố gắng giải thích và đưa ra nhiều giả thuyết về vấn đề này. Tuy nhiên, tiến sĩ Vinh cho biết để phân tích cặn kẽ lý giải cơ chế chính xác của hậu COVID-19 thì chưa ai tự tin đưa ra nhận định. Trên thế giới, các hội thảo khoa học thường xuyên đưa ra bàn luận về chủ đề này nhưng vẫn chưa có nguyên nhân cụ thể. Ở một góc nhìn lạc quan hơn, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh khuyên rằng COVID-19 cũng như các bệnh do virus khác, người bệnh sẽ cần thời gian để cơ thể hồi phục. Thời gian này có thể vài ngày, vài tuần hoặc tính theo tháng. Ông cũng từng biết người có mệt mỏi vật vã dù đã khỏi bệnh thường hàng sởi. Sau đợt nhiễm trùng kéo dài virus gây bệnh COVID-19, có thể còn năng lượng để tạo kháng thể. Người bệnh nặng có thể còn 6 tháng, tuy nhiên, ở người trẻ việc thiếu ngủ, lo lắng, căng thẳng quá mức càng khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Do đó chúng ta cố gắng điều chỉnh sinh hoạt hợp lý, mọi việc sẽ qua và ổn định trở lại, ông nói. Bác sĩ Khanh khuyên nếu cơ thể mệt mỏi sau khi khỏi COVID-19, người bệnh cố gắng nghỉ ngơi, không gắng sức, ngủ đủ giấc và điều độ. Ngoài ra, các bài tập thể dục như yoga, thiền và ăn uống đủ chất cũng là giải pháp tốt để cơ thể điều hòa trở lại. Về công việc trong thời gian này, tốt nhất là ưu tiên những việc quan trọng, không cố gắng làm quá sức. Nếu thời gian mệt mỏi kéo dài nhiều tháng không chấm dứt, thì người bệnh nên đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời. Nhiều người khi mắc Omicron, vì sao và có nguy hiểm hay không? Và câu hỏi này được bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau. Trong bối cảnh biến chủng Omicron lây lan nhanh, có một số triệu chứng khiến bệnh nhân COVID-19 lo lắng, nhưng thật ra tình trạng này cũng bình thường và không gây hại cho cơ thể. Rất nhiều người than mệt mỏi như người khi mắc COVID-19 trong bối cảnh Omicron đang lây lan nhanh. Có người mấy ngày đầu bình thường nhưng sau đó mệt mỏi. Triệu chứng này kéo dài khoảng 3 ngày, song nếu người mắc vẫn ăn ngon miệng, đo SPO2 vẫn bình thường thì không sao cả, chắc chắn nó sẽ hết. Tình trạng mệt mỏi nhiều người còn liên quan đến việc cơ thể bị cạn kiệt năng lượng, điều mà ai từng sốt siêu vi cũng cảm nhận được. Với một siêu vi mới như SARS-CoV-2 thì cơ thể lại càng tốn nhiều năng lượng. Năng lượng ấy là tạo để kháng thể giúp người mắc COVID-19 khỏi bệnh và bảo vệ họ không tái nhiễm trong một thời gian. Vì vậy, tôi khuyên mọi người tẩm bổ khi mắc COVID-19 và ngay cả thời gian sau đó. Mất nhiều năng lượng thì phải ăn nhiều vào, không nhất thiết phải uống thuốc bổ mà cần ăn nhiều hơn, ăn đa dạng, bổ dưỡng để đủ chất, đủ năng lượng bổ sung phần thiếu hụt đó là được. Hết bệnh thì cơ thể cũng đòi hỏi phải ngủ để phục hồi, chưa kể có khi vì lúc đó bệnh khó chịu stress nên mất ngủ. Vì thế buồn ngủ thì cứ ngủ đủ, ăn đủ sẽ khỏe. Không chỉ mắc COVID-19 mà các bệnh nhiễm siêu vi khác cũng vậy, không nên coi thường chuyện tẩm bổ và còn ngủ nghỉ sau thời gian khỏi. Không bù được năng lượng thì có khi mệt hàng tuần thậm chí hàng tháng. Rồi tưởng hậu COVID-19, thật ra đó là do không tẩm bổ đủ nên mất sức. Một số người gặp tình trạng sốt mà có vẻ lạnh run, tình trạng này sẽ hết sau khi uống thuốc hạ sốt và uống nước ấm. Ớn lạnh là do sốt, tình trạng cũng xảy ra ở nhiều bệnh nhân siêu vi khác. Sau đó có người đo thân nhiệt thấy cơ thể chỉ còn hơn 35 độ, điều này cũng bình thường, cứ uống nước ấm rồi sẽ hết. Điều đó cũng thường xảy ra khi người đã khỏe hết sốt. Một số người thì vã mồ hôi nhiều, ướt đẫm áo, đó cũng là triệu chứng vô hại. Chỉ cần uống bù nước thường xuyên là sẽ hết mệt mỏi. Bởi lẽ vã mồ hôi thì mất nước, không bù nước thì có vẻ mệt do thiếu hụt nước chứ không phải là do ra nhiều mồ hôi. Trẻ em đã là F0 có cần tiêm vaccine phòng COVID-19? Bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới kiêm trưởng khoa Nội Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng các bé khi được tiêm vaccine hay đã mắc COVID-19 đều được tạo ra kháng thể để phòng bệnh. Đối với COVID-19, chúng ta thấy kháng thể phòng bệnh sẽ giảm theo thời gian. Các chủng virus xuất hiện ở các thời điểm khác nhau, nhưng khả năng bảo vệ chéo ở các chủng lại chưa rõ ràng. Vì thế, dù đã mắc COVID-19 rồi, trẻ vẫn còn được tiêm vaccine hoặc đã tiêm rồi thì nên tiêm nhắc lại. Từ thành công và kinh nghiệm từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, những phản ứng hiếm gặp sau tiêm vaccine cũng sẽ được khắc phục bằng cách chuẩn bị thật kỹ càng, theo dõi cẩn thận và xử lý kịp thời. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho các bé sau khi tiêm vaccine, bác sĩ Đỗ Thiện Hải nhấn mạnh. Với các bé có sức khỏe bình thường, khoảng thời gian phù hợp để các bé có thể tiêm vaccine sau khi khỏi bệnh theo khuyến cáo của các chuyên gia là khoảng từ 3 đến 5 tuần. Sau khi mắc bệnh, trẻ sẽ có đủ thời gian phục hồi từ 3 đến 5 tuần.
Do vậy, có thể thực hiện được những mũi tiêm ngay sau khi trẻ khỏe, chứ không cần chờ đợi lâu hơn nữa, bác sĩ Hải nói. Nếu gặp biến chứng nặng khi mắc Covid-19, trẻ có được tiêm vaccine hay không? Theo bác sĩ Đỗ Thiện Hải, nếu có biến chứng nặng nhưng không ảnh hưởng đến các cơ quan thì các bé vẫn hoàn toàn có thể tiêm được. Nếu biến chứng gây suy giảm chức năng các cơ quan thì lúc đó mới phải trì hoãn tiêm cho trẻ. Nếu trẻ có những biến chứng hậu Covid-19 nhưng theo dõi điều trị tại nhà thì các bé có thể tiêm được, nhưng nhất thiết phải tiêm tại các cơ sở y tế và theo dõi chặt chẽ sau tiêm. Một trong những biến chứng gần đây cũng hay gặp đó là tình trạng rối loạn miễn dịch sau khi mắc Covid-19. Đó là những phản ứng của cơ thể, do đó sau khi khỏi bệnh, em bé phục hồi sức khỏe, tức là các biến chứng nặng này không còn làm suy giảm các cơ quan nữa, thì chúng ta hoàn toàn thực hiện tiêm chủng được. Phụ thuộc cơ địa và tình trạng của từng em bé thì lúc đó bác sĩ sẽ khám và có chỉ định cụ thể, bác sĩ Hải nói. Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ giúp làm giảm tình trạng tái nhiễm. Ngoài ra, việc tiêm phòng còn giúp làm giảm các triệu chứng nặng của bệnh. Do vậy, khi trẻ đã mắc rồi thì vẫn nên tiêm vaccine để tạo kháng thể để phòng các chủng khác. Bởi thực tế lâm sàng ở nhóm trẻ khi đã tiêm vaccine phòng Covid-19, nếu có nhiễm thì các triệu chứng hoặc diễn tiến bệnh cũng sẽ nhẹ hơn là nếu không tiêm. Theo các chuyên gia y tế, trẻ mắc Covid-19 rồi vẫn nên tiêm đúng theo liều lượng đã được Bộ Y tế và nhà sản xuất khuyến cáo. Đau xé họng khi mắc Covid-19, có nên uống kháng sinh? Tình trạng đau cảm giác như xé họng gặp ở rất nhiều F0 khiến nhiều người vội vàng tìm đến kháng sinh. Điều này là nên hay không nên? Cô con gái 19 tuổi mắc Covid-19 ngày thứ hai, chị Mai ở Giảng Võ lo đến thắt ruột khi con gái từ trong phòng nhắn ra bị đau như xé họng, nuốt nước bọt cũng đau, uống nước cũng sợ, còn lại có tiền sử viêm xoang. Chị vội dùng đơn cũ cho con uống kháng sinh, nhưng sau 2 ngày uống kháng sinh con vẫn rất đau vùng họng, cả nhà bàn cho con uống thêm một loại kháng sinh kết hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhiều người vẫn có thói quen có sốt, đau họng là dùng kháng sinh vì lo lắng bội nhiễm. Tương tự khi mắc Covid-19, nhiều người sốt, đau, cảm giác như xé họng, nuốt nước bọt cũng đau, vội vàng dùng kháng sinh. Phó giáo sư Dũng khẳng định, tôi nghiên cứu về kháng sinh nhiều năm thì không nên sử dụng kháng sinh trong trường hợp này để dự phòng bội nhiễm vì thuốc sẽ không có tác dụng gì mà còn có hại. Tất cả các trường hợp đau họng, viêm họng do virus, phác đồ điều trị đều không sử dụng kháng sinh mà sử dụng thuốc điều trị triệu chứng, bao gồm cả Covid-19. Đa số các F0 đợt này có đau rát họng, sưng họng, nhưng người bệnh tuyệt đối không cần vội vã dùng kháng sinh hay kháng viêm corticoid. Sưng đau như là khiến virus nhân lên mạnh hơn, nhiều tác dụng phụ nguy hiểm mà điều trị triệu chứng. Phó giáo sư Dũng nói, điều trị triệu chứng ở đây là gì? Đó là có sốt thì dùng thuốc hạ sốt, ho thì dùng thuốc ho, thuốc long đờm, nghẹt sổ mũi thì dùng nước muối biển, thuốc làm co mạch hoặc thuốc kháng histamine. Kháng sinh không sử dụng trong trường hợp này. Phó giáo sư Dũng dẫn chứng nhiều nghiên cứu cho thấy tác dụng của kháng sinh so với thuốc ho trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp trên là rất thấp. Theo đó, thuốc ho làm giảm ho nhiều hơn kháng sinh sau 6 ngày điều trị. Nếu có nhiễm khuẩn thì cần hỏi ý kiến của bác sĩ để dùng kháng sinh. Lưu ý, một khi đã dùng cần dùng liều đủ, dùng hết liều thuốc, không tùy tiện dùng 2 đến 3 ngày, thấy ổn lại dừng. Nguy cơ kháng kháng sinh rất nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo kháng sinh không có giá trị trong điều trị bệnh Covid-19. Vì thế, người mắc Covid không tự ý dùng thuốc kháng sinh khi ho, sốt, đau họng, mà chỉ nên dùng các thuốc điều trị triệu chứng gồm hạ sốt, thuốc ho và súc miệng. Thành phố Hồ Chí Minh xin giữ lại gần 1.900 tỷ đồng vốn đầu tư công. Thành phố xin kéo dài thời gian giải ngân các dự án dùng ngân sách trung ương từ năm ngoái sang năm 2022 với tổng vốn gần 1.900 tỷ đồng do tiến độ bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Nội dung được đề cập trong công văn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trên địa bàn. Theo Điều 44 Nghị định 40 năm 2020, địa phương không sử dụng hết vốn được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xem xét thu hồi điều chuyển cho tỉnh khác. Cụ thể là các dự án dùng nguồn vốn trung ương trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm bờ tả sông Sài Gòn đoạn còn lại từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch Nước Lên và xây dựng nút giao thông An Phú. Tổng số vốn đề xuất giải ngân sang năm 2022 hơn 37 tỷ đồng. Các dự án sử dụng vốn ấp phát từ ngân sách trung ương, đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, cải thiện môi trường nước thành phố lưu vực kênh Tàu Hủ Bến Nghé Đồi Tẻ giai đoạn 2 và vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2, tổng số vốn đề xuất chuyển sang năm nay hơn 1.860 tỷ đồng. Trường hợp các dự án này không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn sang năm 2022, thành phố đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022. Chính quyền thành phố cam kết sẽ giải ngân hết vốn được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.
Năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch lần thứ tư. Địa phương này đã phải giãn cách xã hội suốt 4 tháng với nhiều cấp độ, nên việc giải ngân vốn đầu tư công, nhiều dự án chưa thể thực hiện. Binh sĩ Nga xuống tinh thần. Lực lượng Nga bị cho là đang lúng túng và gặp những cản trở về hậu cần tại Ukraine, khiến chiến dịch quân sự bị ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng Anh sáng 18 tháng 3 công bố bản đánh giá cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine trên trang Twitter. Theo đó, những vấn đề hậu cần tiếp tục cản trở chiến dịch quân sự của Nga. Sự miễn cưỡng trong việc băng đồng, thiếu kiểm soát vùng trời và năng lực xây cầu hạn chế đang ngăn cản Nga tái tiếp tế thực phẩm, xăng dầu cho binh sĩ ở tuyến đầu. Mặt khác, các đợt phân công không ngừng của Ukraine đang buộc Nga phải điều một lượng lớn binh sĩ sang bảo vệ tuyến tiếp tế. Việc này hạn chế nghiêm trọng khả năng tấn công của Nga. Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng Nga không có bước tiến nào lớn trong khi lực lượng Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc phản công trong ngày 17 tháng 3. Quanh Kharkiv, Nga đã bị thương vong nặng và nỗ lực vòng quanh thành phố Izum có vẻ sẽ không thành công. Trong khi đó, Nga tiếp tục tấn công Mariupol nhưng không có đợt tiến quân thành công nào từ Crimea. Chính quyền thành phố Mariupol ngày 17 tháng 3 thông báo đang bị phong tỏa trong hơn nửa tháng và hơn 350.000 cư dân vẫn phải trú ẩn dưới tầng hầm vì thành phố bị nã pháo 50-100 lần mỗi ngày. Khoảng 80% nhà ở của thành phố đã bị trúng bom đạn và gần 30% số đó không thể được phục hồi. Đến nay, Nga vẫn nhấn mạnh là không tấn công mục tiêu dân sự tại Ukraine. Dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay, Nga đã phóng hơn 1.000 tên lửa về các mục tiêu tại Ukraine từ đầu chiến dịch ngày 24 tháng 2. Quan chức này cho hay có một số thông tin về việc tinh thần của một số đơn vị Nga tại Ukraine đang đi xuống khi cuộc chiến bước sang tuần thứ tư. Vị quan chức không nêu ra bằng chứng nào để chứng minh thông tin này. Trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện ở Mỹ ngày 17 tháng 3, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng phụ trách tình báo và an ninh nói rằng Mỹ đang cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine và tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông nói và nhận định phía Ukraine hài lòng với sự giúp đỡ của Mỹ. Thông tin đó chính xác, kịp thời và có cơ sở để hành động. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.